Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao kỷ vật kháng chiến cho mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân liệt sĩ ở thôn Xuân Thành, xã Phú Cường, thị xã Đức Phổ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao lại kỷ vật cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cộng và thân nhân liệt sĩ Võ Trinh các kỷ vật gồm bản gia đình vẽ vang của chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa tặng cho gia đình bà Võ Thị Cộng. Có hai người con nhập ngũ là ông Võ Trinh và Võ Danh giấy chứng nhận tùy thân số 468 cấp năm 1953 của bà Nguyễn Thị Cộng. Bằng tổ quốc ghi ơn của liệt sĩ Võ Chinh do Bộ Tư lệnh Liên Khu Nam ký ngày 5 tháng 6 năm 1953. Ghi ơn tử sĩ Võ Chinh hy sinh ngày 24 tháng 5 năm 1953. Tuyên dương công trạng do đồng chí Nguyễn Chánh, chính ủy Liên Khu Nam ký ngày 11 tháng 6 năm 1953. Khen tặng chiến sĩ Võ Chinh vì đã có thành tích tốt trong chiến đấu. Đây là những kỹ vật trong chiến tranh do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trao lại cho Bộ Quốc phòng Việt Nam trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam vào tháng 6 năm 2022. Qua tìm hiểu xác minh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xác nhận và trao lại cho gia đình. Cũng trong sáng nay, thưa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm các mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Phi, Trần Thị Nửa đều ở thôn Thanh Sơn và mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Tâm ở thôn Thủy Thạch, xã Phố Cường, thị xã Đức Phổ, tra tặng mỗi phần quà là một chiếc áo dài lụa và 2 triệu đồng.